Theo kế hoạch, ngày 3 tháng 3 sắp tới, các địa phương trong tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức lễ bàn giao thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Để chuẩn bị chu đáo cho sự kiện này, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trên giao, các địa phương trong tỉnh vừa tổ chức hội nghị phát lệnh gọi công dân nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Long Điền đã phát lệnh gọi 218 công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2021. Gồm 189 thanh niên nhập ngũ vào quân đội và 29 thanh niên thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Đến thời điểm này, huyện Long Điền đã cơ bản hoàn tất các khâu tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ năm 2021 và sẵn sàng cho lễ giao nhận quân được tổ chức vào ngày 3 tháng 3 tới tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện. Năm 2021, huyện Đất Đỏ được tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn 190 công dân nhập ngũ, trong đó 166 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 24 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Công an. Đây là thông tin được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Đất Đỏ thông báo tại lễ trao lệnh gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2021. Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân năm 2021 của huyện Đất Đỏ sẽ được tổ chức vào sáng ngày 3 tháng 3 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện. Báo cáo của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Xuyên Mộc cho biết, đến nay các bước tuyển quân được huyện thực hiện khá toàn diện, đảm bảo đúng thời gian kế hoạch đề ra. Công tác đăng ký, quản lý nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ đạt 100%. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã và huyện đã xét duyệt cho 2.118 thanh niên, khám sức khỏe cho 842 thanh niên, bình cử cho 321 thanh niên đủ sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2021. Hợp đồng với 6 đơn vị nhận quân và chốt quân số là 270 công dân. Trên cơ sở chỉ tiêu tỉnh giao và tổng số thanh niên đủ điều kiện của từng xã thị trấn, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã trao lệnh gọi thanh niên nhập ngũ cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự 13 xã thị trấn. Năm nay, thị xã Phú Mỹ được giao chỉ tiêu tuyển chọn 291 công dân nhập ngũ, trong đó 258 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 33 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Công an. Theo kế hoạch, lễ giao nhận quân sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 3 tại sân vận động thị xã. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thị xã đề nghị các thành viên hội đồng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nắm chắc tình hình, những vấn đề liên quan đến công tác tuyển quân, làm tốt công tác tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, nâng cao ý thức của thanh niên về trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để công dân an tâm lên đường nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Côn Đảo đã trao lệnh gọi nhập ngũ năm 2021 cho 20 nam công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, gồm 18 chính thức, 2 dự bị và 4 nam công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, đảm bảo đủ 100% theo chỉ tiêu được giao. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên buổi lễ diễn ra trang nghiêm, chu đáo và chặt chẽ. 100% thanh niên và gia đình có công dân nhập ngũ năm 2021 hứa chấp hành nghiêm các quy định của luật nghĩa vụ quân sự và luật công an nhân dân, yên tâm tư tưởng sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự của công dân đối với Tổ quốc.